mời anh đến đến quê em bên dòng sông cầu chờ câu hát xưa thỏa nỗi nhớ mong. Em mời mời anh đến đến quê em cầu mây điểm hẹn là quê em, quê em Phú Bình. Về Phú Bình quê cô chào tất cả các con. Nói đến mảnh đất Tân Thành là người ta nghĩ ngay đến cụm di tích lịch sử đình đền chùa Cầu Muối, bởi lẽ đây là cụm di tích có trên 300 năm tuổi. Trải qua bao biến động thăng trầm của thời gian, đình đền chùa Cầu Muối vẫn giữ được nét cổ kính uy nghiêm. Cụm di tích lịch sử đình đền chùa Cầu Muối đã đi vào đời sống văn hóa tâm linh của nhân dân xã Tân Thành từ bao đời nay. Trong giờ học hôm nay, cô và các con sẽ cùng tìm hiểu về cụm di tích lịch sử đình đền chùa Cầu Muối để ôn lại lịch sử vẻ vang của dân tộc ta nói chung và của nhân dân các dân tộc xã Tân Thành nói riêng. Các con thân mến, cô đang có mặt tại cụm di tích lịch sử đình đền chùa Cầu Muối thuộc xóm Cầu Muối, xã Tân Thành, huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Cụm di tích được xây dựng từ thời Hậu Lê và được tôn tạo lại qua thời gian. Để có những hiểu biết tổng quát, cô mời các con cùng tham quan cụm. Và sự tích Bắc Thái là một danh nhân lịch sử có công lao to lớn đối với vùng đất Thái Nguyên, phủ Phú Lương và tổ quốc Đại Việt. Sau khi mất, Dương Tự Minh được các triều đại phong kiến Việt Nam ban sắc phong là thượng đẳng thần, thành hoàng của nhiều làng xóm dọc dải sông Cầu từ Bắc Cạn qua Thái Nguyên, Bắc Giang, Bắc Ninh. Tôi là Nguyễn Ngọc Thêm, phục vụ ngôi đình đây thì 10 năm nay rồi. Cụm di tích này thì nằm vào xóm Cầu Muối, xã Tân Thành. Được di tích lịch sử ghi trong lịch sử cấp bằng năm 2005 của tỉnh Thái Nguyên. Khu di tích này, cụm di tích này gồm có 4 nơi: đình, đền và chùa.
thì đình thì thờ hoàng làng Cao Sơn Quốc Minh Đại Vương, thế chùa thì thờ Phật, thế hai ngôi đền, một ngôi đền là thờ Chúa Thượng Ngàn và một ngôi đền là thờ Chúa Liễu Hạnh. Thế vậy thì nơi này thì là có từ năm 719, thì bây giờ thì là chúng tôi còn ít tuổi, chúng tôi là thế hệ về sau các cụ để lại, thì có một cái cây châm trai này trên 100 năm tuổi rồi. Thế vậy thì chúng tôi là thế hệ về sau thì cũng mong muốn thế hệ trẻ sau này cũng nên giữ gìn, đừng làm ảnh hưởng gì đến di tích cả. Thế, ý kiến cả của chúng tôi là như vậy, làm sao là cho có một cái giữ được vẻ đẹp của địa phương. Cách đình chùa Cầu Muối 150m về phía bắc là đền Công Đồng, nằm trên một quả đồi cao hình bán nguyệt, có độ cao trung bình so với mặt bằng xung quanh khoảng trên 50m. Đồi xanh tốt màu lá keo lai trong dự án trồng rừng nguyên liệu của xã Tân Thành. Đường lên đền được làm bậc bê tông vào tháng 10 năm 2004. Đền Công Đồng có kiến trúc theo kiểu chữ đinh, gồm 3 gian tiền tế và 1 gian hậu cung. Trước cửa đền là một khoảng sân rộng, phía trước dựng một án hương thờ mẫu Bán Thiên Công Chúa. Hai bên là ban thờ Quan Sơn Thần và Mẫu Mẹ. Cách đền Công Đồng 300m về phía tây bắc là đền Thượng. Đền tọa lạc trên một quả đồi cao chừng 100m so với mặt bằng xung quanh. Trông xa như hình con voi phủ phục, cũng như đình chùa và đền Công Đồng, quả đồi đền Thượng tọa lạc cũng được phủ xanh cây keo và một số cây gỗ quý như lim, xến. Đường lên đền cũng được làm bằng bê tông, xây gạch vào tháng 12 năm 2003. Kiến trúc đền Thượng theo kiểu chữ đinh, nhân dân thường gọi là chuôi vồ. Đền được tôn tạo lại vào năm 1999, mái đền lập ngói, tường hồi bít đốc, tiền bái 3 gian, dài 7m, rộng 4m, diện tích 28m2, hậu cung dài 5m, rộng 3m, diện tích 15m2. Đền Thượng thờ mẫu Thượng Ngàn, vị thánh trong tứ bất tử của đạo Tứ Phủ. Cụm di tích đình đền chùa Cầu Muối, xã Tân Thành có cảnh trí thiên nhiên đẹp, kết hợp với du lịch sinh thái hồ nước, đồi rừng, lại tiện giao thông hai tỉnh Thái Nguyên, Bắc Giang. Các cấp chính quyền địa phương từ xã đến huyện và nhân dân rất quan tâm đầu tư bảo tồn và phát huy di sản văn hóa có giá trị tại địa phương, đáp ứng nhu cầu hưởng thụ văn hóa tâm linh và vui chơi du khảo của nhân dân trong và ngoài tỉnh, góp phần phát triển kinh tế văn hóa xã hội, du lịch của huyện Phú Bình. Từ xưa, dân làng sống bằng nghề nông nghiệp, nhưng từ khoảng 15 năm trở lại đây, dân làng đã phát triển thêm nghề trồng rừng và chăn nuôi, cung cấp nhiên liệu cho các xưởng ván, xưởng băm của làng. Hiện nay, thương hiệu gà đồi Phú Bình đã được du khách gần xa biết đến, và cũng là sản phẩm độc đáo của lễ hội nơi đây. Lễ hội đình đền chùa Cầu Muối được diễn ra từ ngày 4 đến ngày 6 tháng Giêng, nhưng ngay từ đêm 30 tháng 12 đã có rất nhiều du khách trong và ngoài tỉnh tập trung về lễ hội. Trong mỗi mâm lễ của du khách không thể thiếu một sản phẩm rất đơn giản, song cũng rất quan trọng, đó là gạo tẻ và muối trắng. Đến ngày 3, các khung kiệu đã được chuẩn bị rất chu đáo để cho việc rước chính. Ngày 4, bắt đầu lễ hội bằng việc xếp hương án.
Nếu có dịp đặt chân đến xóm Cầu Muối trong dịp Tết đến xuân về, các bạn sẽ không thể quên được lễ hội độc đáo nơi đây. Đến ngày mùng 5, mùng 6 diễn ra các tuần tế của quan viên trong thôn và các trò chơi dân gian. Sau lễ khai mạc, hội đình đền chùa Cầu Muối chính thức được bắt đầu. Đám rước bắt đầu đi từ chân đền công đồng. Đi đầu đám rước là màn múa lân, tượng trưng cho sức mạnh và sự đoàn kết của nhân dân. Tiếp theo, hương án do đội trai thanh trong xã của 12 chi đoàn rước lễ của nhà chùa dâng lên thành hoàng làng. Tiếp theo là dâng hương của các cụ bản tự. Trong lễ hội thường diễn ra chương trình biểu diễn nghệ thuật chào mừng khai hội và các trò chơi dân gian. Lễ hội Cầu Muối cũng không nằm ngoài thường lệ này. Một phần thu hút được nhiều sự chú ý của bà con đó là trò chơi dân gian. Các trò chơi dân gian quen thuộc nhưng không kém phần thú vị như nhảy dây, kéo co, làm bánh. Cô và các con vừa tìm hiểu về lễ hội đình đền chùa Cầu Muối. Điều gì để lại ấn tượng cho các con? Các con hãy tham gia trả lời một số câu hỏi trắc nghiệm nhé. Cảm ơn các con đã cùng cô trả lời những câu hỏi trắc nghiệm về lễ hội đình đền chùa Cầu Muối với những nét nổi bật sau. Cụm di tích đình đền chùa Cầu Muối thuộc huyện Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên. Thời gian diễn ra lễ hội từ ngày mùng 4 đến ngày mùng 6 tháng Giêng. Món ăn nổi tiếng của lễ hội Cầu Muối là gà đồi nướng. Lễ vật trong mâm của người đi lễ không thể thiếu muối trắng và gạo tẻ. Sau cuộc hành trình độc đáo này, chắc hẳn sẽ để lại cho các con những ấn tượng về nét văn hóa, tín ngưỡng gần gũi của con người vào quê hương Cầu Muối. Cuộc hành trình về thăm quê hương Cầu Muối, mảnh đất giàu truyền thống lịch sử với những con người thân thiện đến đây là kết thúc. Và một ngày gần nhất, cô mong sẽ được cùng các con tham quan trực tiếp lễ hội và cụm di tích lịch sử độc đáo này.